Có một cái mà tôi không... Chết rồi, đây là một cái điểm trừ các bạn ạ. Tôi vào đây rồi, mà tôi lại muốn setting tốc độ chuột là không được. Đấy, thôi đành chịu vậy nhá. Dạ, cháu đang tìm nhà số 4 mà mãi không tìm ra bác ạ. Bác có biết nhà số 4 ở đâu không ạ? Có thể tôi nhận xét cái này thì nó hơi là chê nhá. Thì xin lỗi những anh em nào mà... Cái này là tôi nhận xét thật. Nếu như mà có làm các bạn mà cảm thấy khó chịu ấy thì thông cảm. Những bạn nào mà xê tơ gạo cội và đang ghét tôi thì đừng có ghét thêm, tôi là thật. Cái giọng ông Dũng ấy nó bị điệu quá. Đoạn này là nó bị điệu quá, nó thiếu đi cái tính thực tế ấy. Đấy, đây là tôi nhận xét thật. Nó kiểu điệu quá ấy. Đấy. Chê đấy. Đây là điểm chê đấy. Em anti anh mà. Sao? Nhà số 4. Cháu có chắc không đấy? Kênh anti kênh... Dạ đúng rồi bác ơi. Nhưng có chuyện gì hả bác? Thật ra thì cái lúc mà team đụt lồng tiếng thì tôi cũng không được biết, vì là mọi người bị thiếu đi một cái gọi là cảm xúc trong câu nói. Đấy, cảm xúc trong câu nói. Thì khả năng là cái lúc mà mọi người lồng tiếng, mọi người không để ý đến điều đấy. Thành ra khi mà các bạn nghe cái trò chơi thì nó có bị một cái nó hơi giả chân. Từ bây giờ, bắt đầu từ bây giờ đến hết game, tôi sẽ cho các bạn nghe kỹ cái âm thanh là các bạn sẽ thấy có một cái gì đấy là nó thiếu cảm xúc trong câu nói. Đấy, nó hơi to mà. Nhà đó có ma ám đấy. Cháu phải cẩn thận. Bác nghe nói nhà đó ngày trước có nhiều người chết lắm. Ừ. Cái giọng này bị bóp méo đi rồi thì chúng ta sẽ không nhận ra được. Em vừa gọi anh à? Có chuyện gì vậy em? Cái câu này thì không vấn đề này. Anh tìm nhà số 4 phải không? Anh muốn thuê trọ ở nhà đó à? Ừ đúng rồi em. Nhưng có chuyện gì vậy? Cũng điệu đúng không? Nghe thấy điệu không? Các bạn nghe thấy điệu không? Anh nhận xét con hẻm này, cái anh em trong Nam không biết. Cái con hẻm này nhá thì là nó vừa thật và vừa giả. Nó thật một phần thôi. Và nó cũng kiểu thêm thắt để mà nó hợp với cả cái bối cảnh của trò chơi, chứ không phải là nó thật hoàn toàn là như này các bạn nhá. Cái đoạn nào mà... Nhưng mà cái bối cảnh bên trong nhà ấy thì nó gần và nó thật. Đúng rồi em, nhưng có chuyện gì? Chị gái thuê trọ ở nhà đó tháng trước vừa mới đi viện đây anh. Đi viện thì kệ mẹ người ta, liên quan gì? Hả? Tại sao vậy em? Cái giọng hốt hoảng ấy. Hả? À? Em nghe nói chị ấy bị sốc vì chuyện gì đó nặng lắm, đến nỗi phải điều trị lâu dài trong viện tâm thần. Anh cẩn thận đấy nhá. Dạ, nói bị nhanh, bị dính chữ nhá. Các bạn nghe, nghe có rõ không? Các bạn nghe có rõ cái âm thanh nhân vật nói không? Nghe rõ không? Nếu mà bé quá thì để tôi vặn âm thanh to lên. Giọng này à? Giọng này hình như không phải của Mai Linh, giọng này là giọng của vợ anh Dũng thì phải. Cảm ơn em. Anh nhớ hiểu ra bánh khúc đây. Khá ok đúng không? Cái đồ họa làm các bạn phải hiểu là nhạc to quá. Các bạn phải hiểu như này này. Anh Dũng hay là Vũ hay là Thế Anh ấy là tay ngang làm game. Chứ còn làm như này là tôi thấy là ok rồi. Cái đồ họa nó quá là nhìn, nó quá thực tế luôn. Cái đồ họa thì tôi không chê nhá, đồ họa thì tôi không chê. Mà tôi vẫn đéo hiểu lý do vì sao mà bếp lại để ngoài này ta nhỉ? Mà ai nấu nướng mà đéo chịu rửa này. Nhà trông rất là thực tế đúng không? Nhìn trông mọi thứ đó, trông nhìn thật phết. Tí nữa tôi sẽ cho các bạn những cái mà tôi cảm thấy nó đúng với logic và những cái không hợp logic nha. Cái khó chịu nhất của cái con game này là đéo có nút chạy. Nhà tập thể hay để bếp ngoài à? Lên đọc review thấy anh Tây nào chửi thằng nhân vật đi bằng một chân hay sao mà chậm thế. Đây là cái góc stream của ông Dũng đấy các bạn ạ. Đây chính là cái góc stream của ông Dũng đấy. Alo, tao thấy anh đây. Mày ngủ chưa? Này các bạn thấy không? Gọi điện cho người ta nghe máy rồi. Xong rồi hỏi mày ngủ chưa? Ngủ rồi thì nghe máy thế đéo là được. Công nhận không? Ngủ rồi thì đéo ai mà nghe máy được. Mày hỏi cái câu này rất là thừa. 23:45 nhá. Vừa ngủ được một tí thì lại gặp ác mộng. Tao vừa ngủ một tí lại gặp ác mộng. Vẫn giấc mơ kỳ lạ mà tuần vừa rồi mày mơ thấy liên tục đấy á. Nói hơi nhanh, bị dính chữ. Tao đã bảo mày đừng thuê nhà trọ ở đó mà không nghe. Mày có thiếu tiền đâu mà chui cái chỗ sập sệ như thế nhỉ? Được cái là giọng Thế Anh thì nó rất là tự nhiên, rất là như kiểu một cái cuộc đàm thoại giữa hai người bạn rất là thật, rất là tự nhiên. Thôi giờ tao sẽ fax sang cái tài liệu mà tao tìm kiếm được trên mạng cho mày nhá. Ok. Thời đại công nghệ các bạn có thể là gửi cho nhau cái mail xong rồi lên điện thoại đọc được mà. Lại còn fax cơ. Gửi tao đi. Thầy chê game nhiều mai bay kênh đấy. Okay. Anh sợ đéo gì. Mình thấy sao mình nói vậy thôi. Hay là bây giờ phải ca ngợi. Ui, cái đoạn hội thoại vừa xong hay tuyệt vời các bạn ơi. Tôi chưa bao giờ nghe được một cái đoạn hội thoại nào mà nó thật đến như vậy. Giọng của nhân vật rất là tình cảm luôn. Hai người đang nói chuyện về một cái căn nhà có những người tự sát mà tôi cứ tưởng là hai người yêu nhau luôn đấy. Cảm giác là trong từng câu nói tôi còn nhìn thấy trái tim bay quanh người luôn. Sợ thật. Ôi, đấy là trò chuyện hai người đàn ông đấy. An ninh Hà Nội. Ôi, cái trang báo An ninh Hà Nội nhìn nó như thật luôn các bạn ạ. Này, may quá. Để cho người chơi dễ đọc thì nhà phát triển game còn làm thêm một cái đoạn viết rất là rõ ràng ở bên phía tay phải. Tôi có thể đọc được cái tờ báo này. Ồ, có người thật này. Mày điên à? Có biết bây giờ không? Giọng này bị giảm tông xuống này. Giọng này giảm tông xuống để cho nó ôm mồm này. Giúp cháu với. Trong nhà thế như có ma bác ơi. Các bạn nghe ra giọng ai không? Sao? Mà làm sao? Cháu vừa nhìn nó xong bác ạ. Giờ thì cháu không thể ra khỏi đây được nữa. Mày nói thật chứ? Mày có ba trong nhà nó vẫn bình an. Giọng Hunter đấy. Dạ vâng. Nhưng mà bác ơi. Nhưng mà bị giảm tông xuống. Cười. Vậy là trời giúp ta rồi. Đây nhá, các bạn nhìn nhá. Có một cái điểm nó thiếu logic nhá. Các bạn nhìn đây này. Cái ổ khóa này, đúng không? Cái ổ khóa này. Các bạn bảo quả kìm này có cắt được không? Ý mẹ mình cắt chặt luôn, đúng không? Cái kim này cắt chặt luôn nhưng mà đéo dùng được. Không dùng được. Wait a minute. À coi. Nhà phát triển cực kỳ khôn khéo khi mà cho chúng ta một cái kim cực kỳ to nhưng lại không thể cắt được một cái ổ khóa cực kỳ bé. Đây là điều mà nhà phát triển đang muốn gửi tới chúng ta, là không phải cái gì chúng ta tưởng rằng có thể làm được là nó sẽ làm được. Đây là một bài học cực kỳ ý nghĩa mà nhà phát triển đang gửi tới. Đấy, các bạn thấy không? Mặc dù chúng ta nghĩ rằng cái kim này có thể cắt được cái ổ khóa nhưng không. Nó không làm được đâu. Đó. Chúng ta phải khen, Hay như trước mặt chúng ta cũng là một cái cửa. Và cái xích thì mỏng hơn rất là nhiều. Nào các bạn đoán thử xem, với cái kim này có cắt được không nào? Có cắt được không nhờ? Sao giống đi học mẫu giáo thế nhở? Giống như các con cho cô biết, với một sợi xích như vậy và kìm to như thế này thì chúng ta có cắt được không nhỉ? Có cắt được không nhỉ? Các bạn nhỉ? Đúng không? Giống không? Không cô à? Rồi cô sẽ thử các con nhé. Các con đúng rồi. Ok, lại. Ô, thế đi đâu? À quên, nó vứt cho mình mẩu giấy các bạn ạ. Nếu như mà chúng ta không thấy dấu hiệu của tóc thì rất có thể cả gia đình này ngày xưa là cạo đầu chọc cho nó mát. Đặc biệt là các bạn nhìn đây. Nhìn cái lược, đéo có một sợi tóc nào mắc ở trên. Nói gì thì nói nhá các bạn nhá. Khi mà các bạn chải đầu ấy, nó phải mắc lại tóc. Đây không có một sợi tóc nào. Gia đình này đầu chọc. Rất có thể là thuộc môn phái Thiếu Lâm Tự hay là gì đấy rồi. Thẻ hương 55 thẻ. Tiền vàng 108 lễ. Quần áo 55 bộ. Ngựa giấy 22 con. Ngựa giấy phải là 22 con, không phải là chiếc. Cái này sai chính tả nhá. Chúng ta nhặt được một khung tranh Phật. Một khung tranh của một vị Phật nào đó. Nhưng tại sao lại bị rớt dưới đất? Lại ném xuống. Mình lại nhặt lên. Ném xuống nhặt lên. Chứng tỏ là game làm rất là mượt. Để tôi giải thích cho các bạn lý do vì sao mà vừa nãy chúng ta thấy được rất là nhiều cái mồm mà chỉ nói được Nam Mô A Di Đà. Thì thật ra là ở trong cái căn nhà này trước đây là có một cậu bé. Và khi mà cậu ấy đẻ ra thì bố mẹ cậu ấy luôn luôn là hướng dẫn cậu ấy nói cái câu Nam Mô A Di Đà. Khi mà cậu ấy biết nói được những cái câu đấy rồi thì bố mẹ của cậu ấy bất ngờ bị tai nạn mà mất đi. Đây là một câu chuyện khá là buồn. Thì đến khi mà lớn lên cậu không có ai chăm sóc và không có ai dạy nói cả. Thì do từ bé đến lớn chỉ nói được câu Nam Mô A Di Đà thôi. thì lúc mà vừa mới muốn truyền tải thông tin cho mình ấy là nói đi nói lại cái câu đấy. Có được ai dạy nói gì nữa đâu. Nói đi nói lại. Đây là một nhân vật bí ẩn của trong cái trò chơi Thần Trùng này các bạn nhá. Cái này là mình phải đọc rất là kỹ cái thông tin thì mới phát hiện ra. Nói thật. Các bạn thấy tôi nghiêm túc không? Một chìa khóa cũ kỹ cất trong tủ đầu giường ở căn phòng kỳ quái trên tầng 2. Yêu cầu nhà phát triển là làm game thì phải có thêm chấm phẩy vào. Tôi nói thật, tôi đọc cái đoạn này là hết hơi đây này. Trừ khi các bạn đọc nhanh. Một chìa khóa cũ kỹ được cất một chiếc chìa khóa cũ kỹ cất trong tủ đầu giường ở căn phòng kỳ quái trên tầng 2. Có thể như này, một chiếc chìa khóa cũ kỹ phẩy được cất trong tủ đầu giường phẩy 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 để người ta nghỉ ngơi ở căn phòng kỳ quái trên tầng 2. Không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra trong căn nhà này nữa. Ok, lấy đi đã. Sao rồi? Bác ơi, cháu tìm được một ngón tay người rồi ạ. Hình như ông Dũng mới lồng tiếng nó lại. Tại vì là hôm nọ là tôi nghe kiểu dạng không có cảm xúc. Hôm nay là có lồng tiếng lại này. Mới fix đúng không? Có tí cảm xúc hơn rồi đấy. Không, có hơn rồi. Có hơn cái bản test đấy. Giọng của Hunter với cả giọng của ông Dũng đấy. Trò ra cho con bé. Thôi chăm sự. Các bạn có nghe rõ được cái tiếng nói không? Yên tâm. Cô cứ cố gắng cho em nó uống thứ thuốc trong lọ này. Tình trạng trầm cảm sẽ nhanh thôi. Nó không uống, ép nó uống. À này, có điều những loại thuốc này chưa được hợp pháp cho lắm. Cô nhớ giữ kín chuyện này nhé. Giọng hơi hiền đúng không? À này, còn cái khoản tiền mà cô muốn vay bố cháu ấy. Cháu sẽ về tác động với bố cháu. Chắc sẽ ổn thôi cô ạ. Dù gì hai gia đình rồi cũng trở thành thông gia thôi mà. Đúng. Cháu nó phải chờ cái đoạn hội thoại này xong rồi tôi tóm tắt cho các bạn. Cô sẽ có cách giải quyết để con Linh phải quên nó đi. Ok. Đúc kết lại những cái dữ kiện mà chúng ta có các bạn nhá. Không, đấy là giọng của Hunter. Tứ không, hình như không lồng tiếng thì phải. Đúc kết lại những gì mà chúng ta có nhá. Thì là cái gia đình này có một cô con gái. Thì cô con gái này có yêu một anh bạn cũng là sinh viên nhưng mà nhà anh ấy nghèo. Thì gia đình ngăn cấm. Thì cái thằng vừa nói chuyện với cả cái bà mẹ ấy là một thằng công tử của một nhà giàu khác. Đấy, thì là nhà này là đang muốn gả cái con bé Mai Linh là cho cái thằng đấy. Đấy, và đang nghĩ cách là cho con đấy nó uống thuốc. Cháu hiểu uống thuốc để làm gì? Sao rồi? Bác ơi, cháu tìm được thêm chiếc răng rồi ạ. Ok đấy. Có điện thoại này. Alo. Vẫn bấc này. Có nghe thấy tao nói gì không? Nhưng mà nó cũng đúng đi, mình có thể đứng từ ngoài mà mình với tay vào lấy điện thoại được mà, đúng không? Thế này thì tìm đâu ra lọn tóc bây giờ. Đầu nó thì chọc lóc như thế này các bạn, bảo tôi lấy đâu ra cái lọn tóc bây giờ. Harry Maguire. Ôi, tương tác được. Thế thì đúng là biết lấy ở đâu rồi. Thế này thì biết là phải lấy ở đâu rồi. Nhà này đã bị thần trùng ám rồi nên mới chết cả nhà. Nếu không ngăn chặn sẽ còn nhiều người trong nhà phải chết. Chính đứa con gái vì hận cha mẹ nên đã khai tên hai người với thần trùng, dẫn đến việc họ bị thần trùng lấy mạng rồi. Trong đám tang riêng quan tài đứa con gái phải đặt riêng trong phòng kín. Chiều quan tài không được quay ra cửa. Sau đám tang phải đưa đi thiêu xác đứa con gái. Sau đó thầy sẽ làm lễ nhốt linh hồn mãi mãi để không cho nó tiếp tục được thêm người nhà phải chết. Cho sẽ được cất giữ tại một nơi bí mật trong nhà này. Hà Nội ngày 12 tháng 10 năm 1994. Yêu cầu thêm chấm phẩy vào. Đéo đọc nổi luôn. Ok. Sao rồi? Bác ơi, cháu tìm được lọn tóc rồi ạ. Cháu tìm được lọn tóc rồi ạ. Giọng này vẫn bình tĩnh quá nhờ. Cháu tìm được lọn tóc rồi. Có là cái ông này, ông ấy thuê nhà ở dưới này ấy, là để ông ấy thực hiện cái nghi lễ gọi hồn. Thì bây giờ để tôi đúc kết lại những cái dữ kiện mà chúng ta có nhá. Cái ông này, cái ông này chính là cái thằng mà ngày xưa yêu cái con bé Mai Linh ấy. Nhưng mà cái thằng công tử nhà giàu ấy, đấy là nó đấy. Còn cái anh bạn nhà nghèo là người yêu thật của cái chị Mai Linh thì là thắt cổ cùng chết rồi. Đấy thì ông này ông ấy muốn gọi hồn con Mai Linh dậy. Và chắc là bị thất bại đấy. Dù sao thì một cái stereo tay ngang làm như này là ok rồi. Quá ok rồi gì nữa. Thật ra cái cốt truyện ấy thì nhà phát triển sẽ không giải thích cho các bạn, mà các bạn sẽ phải tự gắn kết những cái dữ kiện mà các bạn đang có lại. Sau đấy thì các bạn tự hiểu cái cốt truyện. Thì nó là như này, không tôi không lồng tiếng. Một cái ngôi nhà này là có một cặp vợ chồng, có một đứa con gái, được chưa? Đứa con gái này khi mà lớn lên nó đã đi học đại học thì nó đem lòng yêu một chàng trai học cùng trường, và chàng trai này thì tương đối là nghèo. Khi mà nhà nghèo như thế thì việc bố mẹ đồng ý cả con gái cho một gia đình nghèo là điều không thể, đúng không các bạn? Không thể nào là như vậy được. Chính vì vậy thì ông bà này đã quyết định chọn cho cô con gái một chàng trai, đó là công tử của một gia đình rất là giàu. Tuy nhiên thì cô gái không hề yêu chàng trai nhà giàu mà lại yêu chàng trai nhà nghèo. Khi mà cô gái yêu chàng trai nhà nghèo thì bố mẹ lại ngăn cấm. Và khi bố mẹ ngăn cấm thì bố mẹ giới thiệu cho cô con gái đến với cả chàng trai nhà giàu. Bị bố mẹ ngăn cấm như vậy với cả áp lực từ phía nhà trường, thế nên là cô con gái đã quyết định là tự tử. Khi mà cô ấy tự tử thì cái chàng trai người yêu học cùng trường của cô ấy, hay còn gọi là chàng trai nghèo, thì cũng rất là buồn. Biết được người yêu mình chết nên chàng trai nghèo cũng tự tử theo. Đó là đêm hôm cô gái treo cổ chết thì ông ấy cũng trèo vào, ông ấy tự tử theo. Và thời gian trôi đi thì cái thằng chàng trai nhà giàu ấy thì nó mới bắt đầu món cuối gì Phan Thầy ơi. Thôi nhá, đấy tóm lại là các bạn tự hiểu nhá. Và bây giờ là tôi sẽ give away cho các bạn, ok chưa?